Shop MD Sài Gòn kính chào cả nhà. Hiện tại thì đối với những cái đầu mà CD mà có chức năng giải mã màu vàng gold ha, màu vàng chanh, bên em co thì chỉ có là con CD S10 ha và con S12 La Mã với giá lần lượt là 12.900.000 và 16.000.000 ha. Tất nhiên là bên em bán lúc nào cũng có dây nguồn zin chân vàng và khiển zin cho cả nhà mình ha. Và nếu mà khiển học thì em sẽ bớt tiền. Đó là hai con CD đề nông mà có chức năng giải mã màu vàng gold, vàng chanh. Và nếu mà đề nông mà có chức năng giải mã màu trắng á, thì là em còn con 1650RE giá 22.000.000 full phụ kiện. Đó. Rồi đó là con đề nông màu trắng. Màu trắng thì em còn có một cái phiên bản khác, đó là những cái con Marang cả nhà ha, Marang. Rồi thì trước mặt cả nhà mình đó là từ trên xuống dưới đó là đầu Marang SA8004, SA8005 và ND8006 ha. Đó. Cả nhà mình nhìn và phân biệt ha. Đó. Thì đây là những cái con đầu CD có chức năng giải mã ha. Đó. 8005 là đời nâng cao của 8004. Và con ND8006 là cái phiên bản nâng cấp của SA8005. Cái bố trí nút của cái con SA8004 và 8005 nó giống nhau ha, giống nhau hết. Nhưng mà để phân biệt thì mình nhìn vào đây ha, ở đây ở con 805 thì nó có cái thêm cái logo SACD ở đây ha, thêm cái logo SACD ở đây. Còn 8004 thì không có cái logo đó. Và 8006 thì nó đã thiết kế khác ha. Đây hai cái nút điều hướng ở hai bên là mình nhìn khác. Hồi tháng 11 năm ngoái ha, thì em đã có một cái clip so sánh chất âm của SA8004 và 8005. Thì cái đường link này em sẽ để dưới phần mô tả. Phần mô tả là cái phần này nè cả nhà. Ở phần mô tả thì mình bấm vào đây ha. Đó, thì nó sẽ có cái phần mô tả ở đây nè. Đó ha. Đây là cái phần mô tả nè ha. Đó, thì mình kéo xuống để mình coi, mình xem. Dạ. Thì trong đó em có so sánh chất âm của 8004 và 8005. Hôm nay em sẽ làm một clip mà so sánh chất âm của 8005 và ND8006 cho cả nhà mình. 8006 là phiên bản nâng cấp của 8005 ha. 8006 đó là một cái bản kết hợp giữa NA8005 và SA8005. Ngoài ra nó còn nâng cấp thêm cho cái anten wifi và bluetooth ha. Đó. Thì để hiểu rõ cái điều đó thì mình sẽ đi ra phía sau. Mình ra phía sau thì mình sẽ xem rõ hơn ha. Dạ. Rồi và đây là phía sau của ba cái đầu SA ha. 8006 ở dưới nè, 8005 ở trên và 8004 ở trên nữa ha. Thì về cơ bản thì 8004 và 8005 thì nó giống nhau cả nhà ha. Dạ. Và 8006 thì nó là cái bản nâng cấp lên, nó nâng cấp lên, mình sẽ tìm hiểu ha. Thứ nhất đối với con SA8004 thì đây là hai cái cổng AV, cổng AV cả nhà ha. Đó, và đây tổng cổng AV của 8005 thì nó đã làm bình thường lại ha. Bình thường lại và nó giống như con 8006. Đó. Ở đây nó có các cái cổng như sau ha. Ở đây là đường đối với 804 nè. Đây là đường quang vào để giải mã ha, đồng trục vào, đường USB để kết nối với máy vi tính ha. Đó. Thì nó hỗ trợ máy vi tính nhạc bình thường, nhạc lossless thôi ha. Và đây là đường quang và đồng trục ra. Con này thì cũng được lắp ráp tại Nhật ha. Và năm sản xuất của nó là năm 2010 cả nhà, năm 2010 ha. Số series là 0582. Con này em đã có giới thiệu cả nhà mình rồi. Con 8005 thì cũng được sản xuất tại Nhật nè. Đây ha, sản xuất tại Nhật ha. Và cổng của nó thì cũng y chang như thế, nhưng mà ở đây thì nó đưa cái cổng USB này ra phía bên này rồi. Đây là quang vào và đồng trục vào. Cổng USB này đối với con SA8005 thì nó có hỗ trợ file nhạc DSD cả nhà. Đó, 2.5 đến 2.8 đến 5.6 MHz ha, nhạc DSD thông qua máy vi tính ha. Đó thì con này nó đã nâng cấp lên rồi. Thì con này thì được sản xuất năm 2014 và có số series là 0284 ha. 0284, đó là 8005. Con 8006 thì nó nâng cấp toàn diện ha. Thứ nhất là nó cho thêm một cái đường analog ra nữa nè. Đó, thêm một đường analog ra nữa. Ở ngoài những cái cổng như là quang đồng trục thì ở đây nó cho thêm một cổng quang ha. Cho thêm một cổng quang.
Tất nhiên là USB này thì là hỗ trợ phai nhạc DSD là mức tối đa rồi ha. Dạ. Đó, rồi. Ngoài ra thì 806 nâng cấp thêm hai cái anten đây. Anten này để bắt Bluetooth ha, phát nhạc. À, bắt Bluetooth từ điện thoại phát qua và giải mã thành nhạc luôn ha, giải mã luôn. Đó. Và có anten Wi-Fi để mình không cần phải cắm dây mạng. Đó, không cần phải cắm dây mạng ha. Đó. Thì những cái con này các nhà, nếu mà vài năm trước ha, vài năm trước khi mà con 8006 này nó có giá khoảng trên 30 triệu thì cái con SA8005 này nó cũng không rẻ ha, nó cũng tầm 20 triệu cả nhà. Đó. Và 8004 thì lúc đó nó khoảng chừng 17 triệu á. Thì hiện tại thì giá những cái con này nó đã giảm rất là nhiều rồi ha. Dạ. Yeah. À, với những cái công nghệ mới, những cái đầu mới ra thì những con này nó bắt đầu nó giảm giá. Hiện tại thì SA8004 em đang bán với giá là 14,5 triệu nha cả nhà, đầu kèm dây nguồn và khiển zin. 14,5 triệu ha. Đối với con SA8005 này có giá là 16,5 triệu và cũng kèm dây nguồn và khiển zin. Và con ND8006 thì giá của nó là chỉ có 24 triệu thôi. Và giảm rất là nhiều cả nhà ha. Giảm những con này hiện giờ giá nó càng ngày nó càng giảm ha. Và với những công nghệ mới ra thì nó càng ngày nó càng giảm giá. Và đó là một cái nghịch lý ha, thuận lợi cho, có lợi cho người chơi audio. Lúc trước, mấy năm trước các bác phải bỏ ra rất là nhiều tiền để mua những cái đầu này. Hiện giờ thì nó đã giảm rồi, giá đã giảm, tạo điều kiện cho mình tiếp cận với những cái đầu giải mã cao cấp này để mình chơi ha. Và vừa có CD mà vừa có giải mã luôn, và hỗ trợ luôn đường USB-B, tức là kết nối với máy vi tính ha. Đó, đó, kết nối với máy vi tính. Rồi, đó là phần giới thiệu về các cái đầu 8004, 8005 và 8006. Bây giờ em sẽ đi so sánh chất âm ha. Em sẽ cho cả nhà mình nghe thử cùng một cái đĩa nhạc thì 8005 và 8006 nó có khác không. Về thực tế, về lý thuyết cả nhà, về lý thuyết thì chip giải mã của 8005 và SA8005 và 8006 là giống nhau ha. Và về lý thuyết thì nó là vậy, mình cứ nghe thử để xem nó có khác hay không. Và mình bỏ ra một cái số tiền là mình thêm 9 triệu ha. 9 triệu, 8 triệu cả nhà. 8 triệu để mình nâng cấp, tức là thêm một cái đường analog out và thêm anten wifi bluetooth thì nó có xứng đáng hay không ha. Dạ. Rồi mời cả nhà mình theo dõi phần em so sánh chất âm của hai cái con 8005 và 8006 nha cả nhà. Shop MD Sài Gòn kính chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với phần em so sánh hai cái, em cho cả nhà mình đánh giá hai cái chất âm của đầu SA8005 và đầu ND8006 ha. Thì em sử dụng một cái bộ chuyển đổi tín hiệu AV Victor có mã là GXS 3 số 1 ha, size 39, 4 đường vào và có 3 đường ra. Thông tin chi tiết thì em để ở cuối clip, bác nào quan tâm có thể xem. Rồi mình sẽ nghe hai phần ha, một phần mình nghe chuyên về acoustic để thấy rõ được cái trung âm của là cái thế mạnh cực tốt của con Marantz ha. Và phần sau mình sẽ nghe một chút về nhạc bolero trữ tình. Rồi bây giờ là con 8005 em để ở đường số 2 ha, mình sẽ nghe trước nha. Người đi ra đi mãi mãi chốn xưa,
thu vàng tôi chờ. Người đi ra đi mãi mãi vẫn không phai niềm nhớ thương. Lòng tôi heo may đã về, tôi còn phân vương, tôi còn nhớ thương. Bên trời một làn mây trắng lững lờ trời, nếu nào sao ngoài hiên vắng lá vàng rơi. Đó là SA8005. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển qua nghe ND8006. ND8006, một sự nâng cấp rất là đáng ha, xứng đáng. Mình nghe mình thấy nó khác liền nha cả nhà. Và thêm 8 triệu thì nó cũng có cái giá của 8 triệu ha. Rồi bây giờ mình sẽ nghe một cái nhạc trữ tình ha, nhạc trữ tình Bolero. Góp lời làm lính mà thôi đôi
đêm tỏ mặt. Đó là 8006 ha. Giờ mình sẽ chuyển qua 8005. Đối với cái đĩa mà tái bản này á, và hoặc là đĩa nhạc vàng bolero thì mình thấy cái độ chênh lệch nó không có nhiều lắm, không có nhiều lắm cả nhà ha. Và nếu mà xài những cái đĩa mà acoustic chất lượng hoặc là đĩa gốc á, thì mình sẽ nghe, mình sẽ phân, sẽ thấy là nó có cái sự khác biệt. ND8006 chất âm về các cái dải của nó có vẻ hay hơn, rõ ràng chi tiết hơn. Thì nếu mà các bác nào mà có cái ý kiến nào đó thì xin cứ comment ở dưới bài ha, và cho cả nhà mình cùng tham khảo. Em vừa giới thiệu đến cả nhà mình đầu SA8005 cùng với ND8006 ha. Thông tin về giá thì em đã báo ở đầu clip ha. Và bác nào quan tâm có nhu cầu xin cứ liên hệ trực tiếp theo số điện thoại 0907 406 222 giúp em. Các bác nhanh nhất thì các bác cứ bắt điện thoại lên và alo ha, thì mình sẽ nói chuyện sẽ nhanh hơn. Còn nhắn tin thì nhiều khi em bận á cả nhà, em không kịp mà trả lời ha. Dạ, yeah. Đợt vừa rồi nhưng có mấy cái đầu đề nông thì có nhiều bác, hoặc là đầu DVD Pioneer á, có mấy bác nhắn tin mà em không kịp coi cả nhà. Còn trong khi đó thì người nào mà quan tâm thì gọi điện cho em một cái alo cái là chốt luôn à. Dạ, yeah. Cho nên nếu mà được cả nhà mình gọi điện ha, gọi điện đi, gọi điện cho nó dễ nhanh nhất ha. Nhắn tin nhiều khi em chưa kịp trả lời tin nhắn nha cả nhà. Rồi em xin chân thành cảm ơn cả nhà mình đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh MD Sài Gòn. Em ship hàng toàn quốc ha. Các bác cứ chuyển khoản hết thì em xin miễn phí ship. Còn đặt cọc 15% giá trị máy nhận hàng, trả tiền thì trả luôn phí ship dùm em. Thông tin của cái bộ chuyển đổi AV Victor GX 3-1 kia các bác xem ở phía sau clip dùm em nha. Em xin chân thành cảm ơn rất là nhiều ạ. Đây là cổng phía sau của con cái bộ chuyển AV Victor nha cả nhà. Thì ở đây nó có... 3 đường vào phía sau ha, và 1 đường vào ở phía trước, là 4 đường vào. Thì cái đường vào của nó, đây là đường vào số 3 nè, đây là đường vào số 2 nè ha, và đây là đường vào số 1. Và cái đường số 4 nằm phía trước. 4 đường này thì nó ra cùng lúc là 2 đường. Các bác cắm vào đó thì cắm vào đường số 3 thì nó cũng sẽ ra 2 đường này, cắm vào đường số 2 thì nó cũng sẽ ra 2 đường này, cắm vào đường số 1 thì nó cũng sẽ ra 2 đường này ha. Dạ, yeah. Đó, nó ra được hết ha. Cắm đường số 4 nó cũng ra một lúc được 2 đường đó. Ngoài ra nó có thêm một đường ra số 1 nữa. Thì đường ra số 1 này thì mình sẽ có các cái nút nhấn ha, nút nhấn đây ha. Đây là nếu mà mình muốn ra đường số 1 đó thì bấm vào đây đường số 2 ha. 2 ra 1, 3 ra 1 và 4 ra 1. Nó chỉ có cho là 2 ra, 3 ra, 4 ra 1 thôi nha cả nhà. Còn đường số 1 thì nó sẽ không ra đường số 1 ha. Đó, các bác nào mà chưa biết cách sử dụng hay là chưa biết cái chữ này thì mình dùng Google dịch đó, mình chĩa vào đây thì nó dịch ra thôi. Cái này có giá là 1.8 triệu nha cả nhà, 1.8 triệu ha. Dạ, yeah. Size 39 mươi.